Xin được mến chào toàn thể các bác đã quay trở lại với Cam Thanh Micro Audio. Tiếp tục giới thiệu tới toàn thể các bác một bộ karaoke chơi Tết giá bình dân các bác nhé, giá bình dân. Với một cái cấu hình với những đôi loa B3 full 30 các bác nhé, full bass 30. Cho phép các bác chơi từ căn phòng 15 cho đến 3 mét vuông. Một cấu hình giá bình dân nhé. Với cấu hình này hiện tại thì đang ghép đó là đôi loa B3 sử dụng một bát 30 các bác nhé, một bát 30 một kẹt từ 190/76. Hàng mới các bác nhé. B3. Với dòng B3 này thì rất là quen thuộc ở trên kênh của bên em rồi. Được các bác chơi bình luận rất là tốt về dòng này, bát chắc sâu cũng như lời tép rất là sáng. Một đầy hàng máy các bác nhé, hàng máy Avin. Avin là một thương hiệu nổi tiếng đến từ Nhật các bác nhé. Model là A800, dòng đầy 2 kênh, 600W một kênh các bác nhé. Avin. Nâng tiếng để hỗ trợ lời tốt hơn cũng như là nhạc hay hơn. Đó là dòng PX22 Plus, hàng chính hãng của AV Pro các bác nhé. Thì với cái dòng nâng tiếng này thì là bản mới nhất tháng 8 vừa rồi mới ra các bác nhé. Một vang cơ các bạn, vang cơ tất cả chỉnh bằng tu vít các bác nhé, tất cả chỉnh bằng tu vít A20 là phiên bản nâng cấp từ bản A12, A15. Đó, sử dụng bằng tu vít như vậy các bác nhé. Là các bác có thể sử dụng ở đây rất là đơn giản, đây là màn hình hiển thị thông số để các bác có thể nhìn được. Với chiếc vang A20 này thì có chức năng đó là Bluetooth này, Bluetooth USB cổng quang đầy đủ hết các bác nhé. Đặc biệt hơn là Bluetooth 5.0, các bác có thể hát trong nhà tầm khoảng 8 đến 10 mét các bác nhé, là thoải mái. Nếu mà các bác nào thích chơi USB có thể cắm vào đây. Còn về các cái thông số chỉnh ở đây là tăng bass test của nhạc, của mic, của echo, các bác sử dụng một tu vít chỉnh là được, rất là đơn giản. Bộ mic không dây, đó, không dây các bác nhé, mic là mic không dây, phiên bản là của AV Pro chính hãng KM600. Tay mic rất là nhẹ, hát rất là nhẹ. Đó các bác nhé. Đấy, hát rất là nhẹ cũng như là sóng là sóng UHF coi nhé. UHF cho bắt sóng xa ổn định hơn so với dòng sóng thường. Đó. Tất cả full bộ như vậy nhé, 4 thớt và một đôi loa. Đó, em xin báo giá luôn, đó là 15.500.000. Có bao phí ship tặng kèm đầy đủ dây jack, các bác lưu ý là tặng kèm đầy đủ dây jack nhé. À, đầy đủ dây jack từ Canon này xuống Canon này xuống Canon này là có đầy đủ hết, về các bác chỉ việc đấu nối thiết bị vào cắm điện cũng như là cho tín hiệu từ TV hoặc laptop như vậy là vào là chơi thôi. Full một bộ như vậy là 15.500.000, giá rất là bình dân và hay. Nếu là em thì em sẽ chất các bạn ạ. Với chiếc vang A12 này thì quá là nhiều các cái bộ karaoke cũng như là combo để ghép trên cái kênh Micro Audio. Đó, rất là nhiều các bác đã mua hàng, bình luận cực kỳ là tốt với cái combo trên này để phối ghép như vậy nữa, rất là hay các bạn. Vâng, các bạn đã có nhu cầu vui lòng liên hệ với bên em qua số hotline là 0977 434 361 các bác nhé. Bên em ship hàng toàn quốc nha các bác nhé. Gần thì ship bằng ô tô, xa thì ship bằng bưu điện các bác nhé. Ok, xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.